Cường mến chào cả nhà nha. Đầu video Cường xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến cô dì và anh, cô dì chú bác và anh chị em gần xa đã theo dõi và đồng hành cùng với Cường nha. Thì hôm nay Cường đi tiếp tục đi kéo cá nữa nha cả nhà. Hiện tại là Cường đang ngoài đồng. Hôm nay đi đông cả nhà ơi. Mấy anh em trà Vinh rủ nhau đi kéo đồng lắm. Này chắc làm chắc nó khỏe hơn bữa anh Cường với anh Hiếu kéo. Mới vừa bo lưới cả nhà. 2 4 6 người. Tính luôn Cường nha. Chừng Hiếu anh đang tấn nha. Nó hoạt động đúng không nó? Kinh này thấy chứ nhỏ mà sâu cả nhà ơi. Anh Hiếu không có lời nào chúc khán giả nha hả anh Hiếu? Nhưng mà gọi lời chúc đến ấy giờ chơi mẹ mày các bạn á. Cái gì? Có lốc. Hả? Có lốc đi rồi. Chạy luôn hả? Ừ, vô dọ anh. Trời ơi. Có lốc. Chúc mẹ cô chú có nhiều sức khỏe nè, xem cái lép vui vẻ nè. Ai muốn mua mật ong cá lóc đồng thì liên hệ Hiếu Chuột hả? Hiếu Chuột. Ừ. Đây có cái trà nữa. Có không? Ừ. Có rồi. Nhưng mà anh đang thôi, đang dẹt đường cái nhà ơi. Để Cường up video cái nhà, up video rồi phụ mấy ảnh đập mẹ này rồi có cá gì không quay cho cả nhà xem nha. Thì dưới đây thì dưới Cường thì chỉ có vậy thôi cả nhà, không có cá bây giờ chỉ có bắt kiểu này thôi chứ ngoài ra không có đặt cắm câu gì dính nổi nó cho cả nhà, tại vì người ta đi bắt nhiều lắm. Thấy vậy chứ Cường đi vậy chứ có nhiều người đi giống như vậy lắm nè. Giờ này mới vừa sáng chính khoảng tầm khoảng 9 giờ cả nhà. Ở khúc này sâu lắm cả nhà ơi. Hụt đầu. Giờ em để nó kìa. Làm chặt cây hả? À? Em chặt rồi đó, bập dừa nước á. Bập dừa lấy dừa chứ. Không có nè, không có cây thụt cho nên là đập không à. Đó, đó em đặt đằng trước có một cây nữa kìa. Đó chỗ đó. Xuống không? Cho nó dài á. Ngự cây đập dài dài tới được rồi. Mấy anh em nào tấn thì nghỉ mệt đi, để mấy anh em không tấn thì đập. Cây đập một cái gian trời luôn. Ồ, thành năng quá. Chặt cây bự quá. Cây bự quá, cây kinh không nổi luôn. Ơ chỗ này nè, thọt chỗ này cái em kiếm cái cây em đập phụ. Nó mấy anh em đang đập bên đó quá trời luôn. Các bạn thấy không? Ê Dục, cái cây đang đập phụ bên đây với ông anh đây để không đập không xỉ. Ừ, Dục quá. Đây cả nhà, sau khi bao hết thì thành phẩm này về nha. Anh em đang làm ngô mát nè, nguyên dùng luôn. Các nhà thấy chưa? Cường mới vừa lội ướt nhẹp chân, sao quấy à. Để hồi lôi hết con mát lên rồi có cá Cường sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chứ công đoạn này lâu lắm nghe cả nhà. Lâu cực kỳ luôn á. Tầm khoảng nửa tiếng nữa mới có lôi cái mé cá lên được. Để dừng vô phụ Dục với mấy anh em cho lẹ. Gì không? Hàng khủng. Hàng khủng nằm ở đây không á. Nó thấy gì chưa? Có ha. Hai vợ chồng cá sắc lát hả? Bà lên nó vô chập đây đó, vô có bự đó. Thấy lắm rồi.
con 15 ngàn. Dưới đó mày nãy hôm nãy giờ lôi lớp tiêu không? Dưới đó cái gà quát nó mới khó đó, một đuổi dưới đó. Lùa lùa nó lại góc quá dễ kinh lên thiếu ơi. Lùa. Ờ lùa lấy cái lá xăng lại lùa lên góc đi. Góc thằng này nè, lôi này lên. U cái sắc lát bự vậy. Con đi đi. Anh đánh ngay. Dọn vô. Dọn vô. Bự. Đó, vậy là nãy giờ không mấy đâu. Trời ơi, tình non quá trời ở đây luôn nè. Đó, ra, bà đó không? Đó, bành ra, người hốt thôi. Không đụng cá lóc vậy heo. Sâu lắm. Sâu lắm hả? Không đụng hồi nãy vậy. Đụng không? Sâu quá. Đụng cá lóc không? Con chứ. Thắt lát một bầy luôn. Ôi dồi ôi, để làm rồi đó. Dạ. Đó. Không có cái gù phi á. Gù phi nó giờ nạt đi bụp bụp bụp. Ôi tỏa không? Ôi trời. Thấy cá thắt lát không à, cá lóc gì thấy. Quát không. Làm như nãy đập vậy chưa đủ thuyết phục hay không? Mày phải lặn luôn lùa đó. Lặn chụt 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 xuống mấy đám con mát. Rồi lôi lên. Thử coi. Ôi từ từ. Ôi từ từ. Mày. Ôi mình làm thôi ấy. Ôi, đi lại. Còn thấp, còn thấp. Chút nữa. Ôi, chọc đi rồi đi. Con lóc đi rồi, chục con á. Con cái này gì? Nó bái. Nó bái á. Cái lóc nó bài lắm à. Hôm nay giờ chưa nghe đó. Không có lấy gì nghe. Cái thằng lao. Dữ vậy. 2 3. Nè. Mạch lên. Trời ơi. Ấy ôi. Chưa thở, chưa thở biết rồi. 1 2 3. Nó từ từ lên nè. Từ từ. Từ. Rồi kia. 1 2 3. Ấy da, thôi trời. Ây ôi. Gì mà giữ thần hồn đây vậy? Ê con vậy? Chụp luôn, chụp luôn. Trời ơi. Đâu? Hết hồn rồi đó đâu? Chịu top nè. Ừ, không biết. Ê ngược lại, ngược lại. Ờ à, đó kìa. Ô nó rạo thế. Bụng hợp luôn á. Ừ. Rút đi, ừ. Rồi. Trời ơi. 1, 2, 3. Ây ôi. Lên bờ luôn hả? Lên luôn.
lòi cái banh luôn. Thôi đổ ra luôn. Lật ra đi. Lật ra cho đổ ra luôn. Từ đi, lo xích lên cho nó nhấp lên cái nữa đi. Lên cái nữa đi cho nó quay qua chớn. Đó. Gì mà ghét. Thôi không có cá lóc. Ê cá lóc trầm rớt kìa. Đó đó. Đó đó đó. Cá lóc này mới hiếu. Hồi rửa sắc lát. Mua một tiền tết nó. Cái lát luôn bậy luôn trời. Lát không vậy? Rồi lấy cái bọc này đừng lấy cái này. Không bọc băng sao? Thôi bỏ cho thằng luôn. Có sắc lát không à? Có. Đó, ôi cái gì đó vậy? Cá máy bay. Cá máy bay. Trời ơi, nó kiến đâu đây nữa. Ồ, vô bầy khắc lát rồi. Mấy con khắc lát rồi? Hai. Nguyên một bầy khắc lát luôn. Bầy luôn. Thọc mấy anh đi. Trời ơi, quá trời khắc lát luôn rồi. Cá này hay chứ cũng có tiền lắm đó nha. Cá này bán cũng cả trăm mấy ký á. Thấy gì mất? Rốt, thọc đâu rồi. Gì mất? Ăn cua đấy, này tọc luôn. Chết hết à, cái gì cũng chết. Sáu, bảy, quá trời luôn. 8 có mấy con ấy. 9 10 11 12 13 con cá sắc lát. Qua. Cái lát đó. Thôi rồi. 13 con cá sắc lát. Tại người ta mới đi đâm nè. Cá nó dội hết rồi. Con còn cá lóc một à, 13 con cá sắc lát. Úi xịu. Bỏ vô miếng nước giữa đi. Trời ơi nè cả nhà. Sắc lát toàn bộ luôn. Lôi lưới này lên cái. Ôi giời, con lưới nhỏ chà bá là vô lương luôn ta. Đó trong sình này. Mở tí. Có bự nhỏ, có bự có nhỏ có cả nhà. Hiếu quay sắc lát nè. Cái gì vậy? Với con cá lu kiến nữa. Để ốp máy nha, để đi có nữa quay nữa cho cả nhà xem nè. Được không? Sắc lát không ở nhà ơi. Quỳnh nha cả nhà. Thầy đang kéo lưới gần nhà em Quỳnh. À, mấy anh em đang kéo lại mẹ mới cái nhà ơi. Mẹ hay sớm bị thất bại hết mẹ. Nhìn được con cá lóc hả? Kéo mẹ này mẹ mới lại cái nhà. Con gái gì vậy Quỳnh? Gái gì vậy? Cơm với gì? Cơm với gì nữa? Cơm với cá. Đu. Đâu? Gỡ ra đây. Đi xích vô mát đi. Đây anh Hiếu à, banh hết trơn rồi, mấy anh em đuối lắm cả nhà, nhưng mà cũng gắng chọn dạng cái clip cho cả nhà xem á. Đâu cơm cá đồng quê nhiêu đây, sao đủ năm anh em ăn ai biết đâu. Ô ê Hiếu, có cá ba sa kho nè, trước mắt có cá nè. Vậy à, cá cha đó. Ồ cá cha hôm qua em kia câu. Được rồi, im rồi. Rồi đóng đi, ăn không? Thôi để đây chút xíu ăn. Em dữ lắm mà có nhiêu đây à, em tính hồi nãy bây giờ. Còn có. Thôi để mấy anh em tấn này đẳng rồi có cá gì mình sẽ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Thời gian này nó lâu dữ lắm. Rồi mệt chơi đây đập phụ cho. Đây. Đây, điện thoại uống rồi. Đó. Cả nhà coi cường đập nè. Đó. Đó. Cá sấu nó còn chạy nữa. Lôi đi em đây, cái nào sụp xuống em lại đỡ lên cho.
vừa vừa thôi nghe, hỏng chân nghe. Chỉ mưa đen hết trơn nha, nghe thấy không? Mưa kìa. Chỗ trang coi cho tao biết cái mặt coi, nó quỳnh quỳnh nó biết ai. Đó, đẹp trai đi. Đó, thấy cái nhà thấy không? Hả? Cắn hả? Trong cái hang hả? Coi chừng gắn gì voi nha. Bự không? Kéo qua bển anh kìa. Ừ, kéo bển bên đây bờ cao quá. Gì kéo bển? Đổ xuống luôn hả? Trời ơi, có công cưng không? Thôi lỡ 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 lưới sau đi. Lỗi cái nhà ơi, mày cạn. Ồ, sát mé, ngon ngon. Lưới này ngon này nha. Không biết có cá không nha. Sình non nó vô khủ khủ, im lắm. Ở cái đầu đằng kia, tấn tấn cái đầu đằng kia ra đi không, nó ấy à. Ôi, nghe mày lặn luôn rồi. Cao thủ nữa. Mấy dĩ dân á. Bị gì vậy? Rồi, cấm túm này thôi. Coi lên luôn. Ra rồi đó. Nó sắc con thắt lát luôn hả? Này đủ quá, thắt lát luôn. Ốc à, ốc mà đọc nhóc nán con nữa nè. Con thắt lát một hả? Mẹ lưới này thắt nữa. Gì vậy? Hiếu quể mình thì con một cái nhà ơi. Thắt lát này cầm sao chạy bơi bển ta? Nè, đem qua nè. Đem qua luôn hả? Mạnh thì đi luôn. Thất vọng tràn trề. Gì vậy? Hả? Đó. Vô mánh, vô mánh, vô mánh. Chị mưa đen đó chứ. Mấy anh em đang lùa nha. Quỳnh lội xuống luôn. Cho, lội kìa. Ê, cái dừng né né nha, em đập cái cây này trúng vô đầu cái chết đó nha. Tao mát cao nó không thấy á. Đập khí thế không? Hay quá Quỳnh ơi. Em đặt cho. Ừ. Quay đi. Tới rồi, sát bên nè.
đập kiểu đập cho cái cây nằm về dài xuống á nó mới bung lắm mà anh. Ui da. Yeah. Bình đó hướng bên đó mưa nha, hướng bên đó hướng Trà Cú, mưa lớn nữa. Để dồn lại đi rồi mấy anh em quay cho cái nhà xem nha. Anh Cường. Dính chỗ con gà. Để nó ghê. Cho luôn, cho lên luôn. Cho lú lên luôn. Gì? Cho lú cái chân lên luôn. Lú bao nhiêu người mới được, cầm mới được chứ mình không lắm được. Sao? Canh vô. Đây, cầm nó chân vô. Cho chân lên đi. Cầm đi quay quay. Ừ. Cái chân lôi lên chưa? Bên kia, bên kia, bên kia lôi chưa? Lôi ghép thôi quên. Rồi. Mưa tới hì hì nữa rồi. Dịnh đi, dịnh đi. Sao nó chảy nằm trên đây đi. Ừ, đây nè. Hôm nay mình dễ làm. Vậy? Hết hồn chứ. Cái nào con cá mà nhảy cái đó, chắc con cá chắc có người ta quá. Cá chừng 2 kg phóng ngực té luôn. Vậy bình thường nè. Thấy gì chưa? Trước mắt thấy con có cái sắc lát rồi đó. Dạ dạ. Dạ. Con nái đâu bắn ngay đùi vậy? Chuột đâu rồi? Chuối rồi. Nè, Cường dùng quá trời ốc luôn nè. Ốc rồi, ốc đen luôn á. Đó, lóc kìa. Có không? Đó, bật máy chưa? Đó, 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 đó. Cá lóc hay cá ruột? Ơi, thiệt bự vậy. Khúc này hồi hộp thiệt quý. Giật bá này ra. Con bự. Hả? Hả? Con bự. Bự hả? Ừ. Lóc á, đừng có túa ra nè. Cơm cơm lại cho thấy đuôi không? Thấy đuôi không? Hình kia kìa. Đâu? Chốt á. Từ từ túm lại. Thấy rồi con chuột nó mất tiêu rồi. Sắc lát gì từ lưa chứ nè. Đó, 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 đó. Ủa cái lóc bự. Chê hả? Lóc mà.
Rồi lôi lên. Ê có con chuột kìa. Chuột chuột lụm con chuột luôn. Nè tấm 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 đâu này nè. Từ từ nha. Từ heo. Rồi. 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 Ừ. Con chuột á bông ra con chuột chạy. Con chuột á có chuột nha. Chuột to. Chuột lấy nó. Nó thả rồi. Thả rồi. Bắt luôn. Đuôi. Ê hồi nãy con giận con á được cặp rồi còn gì nữa. Bảo ơi. Thả đi. Ừ, vậy thôi thả đi. Ý. Cá tung lưới nè, đánh nổi luôn. Đâu? Ừ, tung coi nè. Cái hai con hả? Có hai con à. Ui mà nó có giống xúc xích. Cặp của nó. Cặp cá lóc. Nè. Rồi. Ui được à. Nè. Ba con cá. Ơi, hai cá lóc. Coi. Ốc bu. Ốc bu. Kinh ốc bu nãy bắt nhiều không? Nhiều. Nhiều ơi. Hàng cá lóc với đâu đâu. Ba con cá sắc lát. Đây vài con. Con ốc bu. Tiểu số ăn ấy. Mày là số kêu ốc bu. Mày chắc con cặp của nó ha. Ừ. Cặp nó tung nữa nha, cái lỗ lưới nó muốn lọt luôn nè không? Cá này bự nhỏ chút xíu nó lọt nè hiểu. Ừ. Cái này bắt trở lên tại vì lỗ lưới nó hiểu lỗ lớn nhà lỗ hai phân thành ra nó vậy đó. Lỗ lớn. Rồi, bỏ mấy cá lóc vô. Trời thiệt á. Ốc bu. Chứ không có quý. Nó mò dưới nhóc. Mò mới có. Anh con. Như đó. Hiệu. Nên em mình mò. Sẽ kêu mà tôi mò quá. Mò luôn. Sắc lát được 3 con. Ba. Ngon. Cá này làm chả ngon lắm nghe cả nhà. Còn cá này cá gì nữa? Cá gù bí. Gù bí. Còn cái con đó là tại nó hết đường chạy á. Ba lúc mình này đèo rồi. Cuộn vô luôn hả? Chứ nó có bình lớn. Vậy là khúc này có một cặp nó ở à. Ồ, vậy là cũng ngon rồi. Khá hơn xóm rồi. Khá hơn xóm cả nhà ơi. Xóm mấy lưới kia nói chung là thất cả nhà. Chín cá sắc lát này kia không mà không có cá lóc. Được này được hai con cá lóc là cũng mừng rồi. Nó màu à. Nó. Nó. Con cá này sao dính? Ai biết đâu. Ai số. Thế không sắp sắt. Ốc ba ốc bù đen cũng nhiều lắm. Hơn chục con ốc bù đen. Vô. Vậy là ốc bù đen là tại nó nằm dưới lục bình sẵn á. Lưới này làm mau quá ta. Ừ. Thì thôi Cường cũng xin kết thúc clip cái nhà ơi. Sớm giờ quay cũng mấy lưới rồi. Nếu mà anh em có đi kéo nữa thì kéo không kéo nữa thôi cả nhà. Cường cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Video chắc hơi ngắn nha cả nhà. Chúc cả nhà có buổi xem clip thật nhiều vui vẻ nha cả nhà. Rồi Cường xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà luôn Hiếu, mấy anh, chào cả nhà mấy em. What bay? Gì what mà bay hả? Ừ.